Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay clip là nhân vật chính của chúng ta sẽ là Sato. Trời ơi, một màu tím mộng mờ, một màu tím rực rỡ, cái sợ giả rồi. Cái skin này mình cũng mới lấy được thôi. Lâu lắm rồi chưa chạy một cái nick này cho nên là thôi, chỉ ngay định mệnh đéo thằng nào ăn bột xăm. Đéo qua được thế này. Mình định qua vét máng cơ, nhưng mà éo được. Úi xời, vét máng như một vị thần cơ. Ôi xời à, mình là bét vét máng mà. Từ từ mà chơi. Định mạnh còn ăn con mùa xanh nữa chứ. Cái chiêu của con này cực kỳ khó farm, bởi vì nó chỉ có chiêu 1 có thể farm thôi. Bởi vì chiêu, à được. Từ từ. Để hai thằng solo 1-1 đã. Đấy, về phẩm chất tanh thì chắc chắn trên Homer sẽ không bao giờ lại được sát thủ. Nó lướt qua lướt lại hách lã người chơi, cho nên các bạn không bao giờ có thể đánh lại được sát thủ khi nó đang ở level gọi là level tuổi ăn tuổi chơi đấy. Nãy giờ mình deck cần farm mình cũng lên level bình thường như một vị thần. May chạy tao tính cả rồi. Úi sao nhẹ nhàng thôi, không cần phải mạnh bạo đâu, nhẹ nhàng thôi. Thôi farm nốt cánh rừng nè. Định mệnh đang deck đun ra. Nó ra nó ganh mình kìa. Tao lại sợ mày lắm cơ, bố mày biết gì mày thất thân nhá. Định mệnh nhà mày. Định mệnh nhà mày, bố mày mà cho ganh ấy, làm gì nhau. How to có máu. Easy life. Định mệnh này ra đây. Một phiên nữa, tuyệt vời, trọt trúng. Đơn giản không mà. Con này là bét có máu. Mình gọi tên con này với một cái tên cực kỳ mỹ miều và cực kỳ thông thái, gọi là gì hè, để nhớ lại coi đã, lục lại chi nhớ đã. Hang V địch mạnh chết cả lũ. Trời ơi, hai mạng nó ngọt như nước mía không có đá cơ. Trời ơi, lâu lắm rồi mới chơi được một ván nó cứ gọi là thôn nên tật địch như thế này. Mình gọi con này là thông giáp sư thông địch, bởi vì đặt chân của tanh này là thông từ đông từ đít lên não, cho nên là thôi đặt cái tên cho rất gọi là mỹ miều, thông từ đít lên não đấy, quá mỹ miều, quá hợp lý. Ôi định mệnh nhanh thế, từ ngoài đó ra đam đủ rồi cơ, nhưng mà thôi kệ đi, chúng ta không cần đàm đu. Thôi chết rồi, bạn trên Thomer bạn còn đứng một mình lẻ loi nữa chứ. Thế thì ai chịu lỗi? Giờ làm gì ta? Thôi, qua đây đi hiếp thằng Transformer đi. À, Transformer chơi hay thế nhở? Mình nhớ là mình biến ảo. Mấy cái đường đi khó lắm luôn rồi đó. Chắc thằng này là cao thủ xuống đồng đoàn ghé thăm. Hoặc là mất nick cài lại nick cho vui. Người ta gọi là đam mê bất tận. Là đường trên nè. Đợi mình một tí thôi, Sky ơi, I'm coming. À thôi, tới trễ rồi. Tới trễ là mình sai thôi. À được, mày còn qua đây mày canh tao á, bố mày sợ mày cũng được qua đây. Tao chấp cả lò cho mày nhé, Strike, tao chấp cả lò. Ui, tưởng mình ăn được cơ, mà không được. Hàng của người ta, tên mồm người ta còn không được ăn, nói gì mình. Máy mình bữa nay giật thế nhỉ? Chỉnh 67% rồi mà. Thôi anh ơi, anh để cho em farm với anh ơi, anh ăn hết phần thiên hạ rồi. Định mạnh nha anh, em còn hết mala nữa chứ. Đây rồi. Đúng rồi, nhẹ nhàng thôi. Đây. Cái chiêu xa hình như thằng bố này cầm. Không phải chứ. Ok, tuyệt vời. Lại có bù xanh, có bù xanh là đời nó lên 9 tầng mây xanh cơ. Định mệnh nhà mày nhá, mày dám ăn căng nén đồng đội tao nhá. Tao chỉ sợ, à thôi. Thôi, thế là đi hai người đồng đội. Thôi mình xin lỗi hai bạn nhá. Nhìn hai bạn chết mà nước mắt mình cứ lưng tròng. Thôi sạp xí thế thôi. Thật ra mình đéo có lưng tròng cái gì đâu, gọi là đồng đội cho vui thôi mà. Gì mà căng, mẹ tiếc rồi bố mày lại thù cho, đừng có lo.
thằng Transformer mình cắn hơi bị chậm tí nên là đợi 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 anh ấy thôi. Strike đi xa quá, strike đi xa, xa khu quá, có biết không ở nơi đây giáo sư thông địch rất lớn chờ, giáo sư thông địch rất chờ, một ngày được thông nữa từ lại giờ chưa được biết mùi thông địch là cái gì. Giáo sư thông điếc, giáo sư thông điếc, giọng mình gọi là hát chế hát bè, gọi là tham họa, cho nên là anh em cứ thích thì cứ nghe chim dưỡng giọng ca gọi là mỹ miều của mình định mệnh nha mày, chạy cối à mày thằng này nữa đấy. Trời ơi, đàm đàm nó cứ vút lên vòn vọt thế này thì bố thằng nào dám chịu, mạnh quá mức rồi. Tự nhiên đang nói lại cuộc hứng nhỉ, chắc do mình học văn rồi có xấu xấu với cả 5 điểm lên nên bình luận nhạc á mà. Mình giờ sau này mình sẽ tu trí làm ăn, mình sẽ mua cái tủ sách về mình đọc để xem có lên được tí 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 nào không. Thôi thôi mình tham đám lính này vậy, tưởng quả đó băng băng qua trụ được cơ, nhưng mà tường tường nó khó quá đó. hình như ulti của sát thủ không qua được tường. À đưa một chọt nè, hai chọt nè, định mệnh bố mày chơi luôn chừng chị nè, định mệnh nha mày, mày trâu hút mã vai định mệnh này mày, con mày nữa định mệnh, con này hơi bị khó chơi thôi nha. Úi xôi, dễ dàng như mồ, dễ dàng như là con kiên vàng đi qua đường đấy. Định mệnh này thằng này chết 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 nốt. À đù, mình đứng ở rìa luôn đấy. What the fuck? What the fuck? Say ning 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 ning. À mình cũng sắp mở một talk show trên kênh của mình. Anh em nào muốn talk show thì ok, IP Facebook Tâm Phan các kiểu con đà điểu. Rồi các bạn follow đấy, qua đơn giản như một trò đùa. Định mệnh đéo cái được. Lên rồi sao quá không đủ đà. Team Farmer chạy nhanh thế nhở, hình như do nó team phế thôi chứ không chơi bro đấy. Đấy rồi đam nổ lên 1.500.000 chịu sao nổi, trời ơi thắng chắc rồi. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Như thường lệ, một like một subscribe hoặc là một like một comment là ok rồi, không cần gì nữa. Ok bye bye các bạn, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên người thân và chuẩn bị thứ năm học tập vui vẻ đấy.